Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết là ngày hôm nay 21 tháng 1, không khí lạnh chi phối toàn bộ toàn bộ thời tiết của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Thời tiết chuyển mưa rông và nhiệt độ giảm mạnh xuống ngưỡng thấp nhất ở đồng bằng là 15 đến 17 độ, vùng núi là từ 13 đến 15 độ. Đến khoảng ngày 22 tháng 1, không khí lạnh được tăng cường mạnh thêm, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rồi chảy dọc xuống Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Thời điểm rét nhất là vào khoảng ngày 22 đến ngày 23 tháng 1 khi có đợt không khí lạnh bổ sung. Vùng núi cao nguy cơ xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ ban đêm xuống dưới mốc 0 độ kèm theo mưa, độ ẩm cao. Tuần tới Bắc Bộ bước vào đợt rét đậm rét hại trên diện rộng, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 7 đến 10 độ, vùng núi từ 3 đến 6 độ, khu vực núi cao có nơi dưới 0 độ. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết cảnh báo rằng đợt rét đậm rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài trong khoảng nhiều ngày tới. Thông tin về đợt rất đậm rất hại lần này sẽ được chúng tôi phản ánh thông tin trực tiếp tại hiện trường. Những điểm được coi là rét nhất như Sapa, Lào Cai, Mẫu Sơn của Lạng Sơn. Và gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin của VTC14 bắt đầu từ ngày hôm nay.